Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi. Chào Washington với Thanh Trúc. Kính chào quý vị. Thanh Trúc xin mời quý vị đến với chương trình Chào Washington ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, từ 4 năm trước, tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn này thì có một cái tổ chức tên là Câu Lạc Bộ Đờn Ca Tài Tử vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã ra đời. Và từ đó đến nay thì cái tổ chức này cũng đã có những cái hoạt động mà đặc biệt là về phần văn nghệ, có những cái chương trình rất là đặc sắc. Vào ngày 15 tây tháng 9 tới đây thì Câu Lạc Bộ Đờn Ca Tài Tử vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn sẽ có một cái buổi gọi là lễ dỗ tổ ngành sân khấu. Ở trong đó có rất là nhiều bộ môn của nghệ thuật và đây cũng là một cái dịp đặc biệt để Thanh Trúc được giới thiệu đến với quý vị. Thanh Trúc hân hạnh hôm nay được nói chuyện với hai thành viên của Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử vùng Hoa Thịnh Đốn. Đó là cô Marie Chiray, một khuôn mặt quen thuộc mà đã từng làm việc ở trong cái lĩnh vực gọi là refugee resettlement, tức là định cư người tị nạn đó, cũng như là nghệ sĩ Thu Thảo, cũng là một khuôn mặt quen thuộc trong những cái buổi sinh hoạt văn nghệ ở trong cộng đồng. Thanh Trúc xin kính chào cô Mary Chiray, cũng như xin chào cô Thu Thảo. Kính chào. Chào cả quý vị. Dạ, kính thưa cô Mary Chiray, tại sao lại có cái tên là Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử? Dạ, thưa cô Thanh Trúc, chúng tôi muốn nói là Câu Lạc Bộ Tài Tử đã được thành lập từ 2014. Tới bây giờ thành ra, lý do là câu lạc bộ là vì cái đây là một nhóm người, một nhóm trẻ người, anh em trẻ họp lại với nhau để mà những người nào thích văn nghệ, thường thường là văn nghệ truyền thống, cải lương của người ở đây, ở vùng Hoa Thịnh Đốn này và lân cận. Thì vì đó mà chúng tôi kêu bằng câu lạc bộ thủ đô dùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thì tại sao câu lạc bộ? Câu lạc bộ là về một cái như là cái tiếng Mỹ rồi, tiếng như Pháp rồi, cũng là một cái club. Một cái club để nó một cái club thì là nó là có thành viên mà nó không có phải là chặt chẽ cho lắm, lỏng lẻo. Nhưng mà tài tử, tại sao tài tử? Tài tử vì những người này là có thể là họ biết chuyên môn hát, nhưng mà họ không phải sống vì cái nghề này. Thành ra mới được đặt là Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử, là cái tên đó là như vậy. Có nghĩa là amateur đó. Amateur, dạ, dạ, dạ. Đúng rồi. Chứ không phải là phải mỗi ngày họ đi làm việc là họ có phải có cái show mới sống được. Họ chạy show này kia, không phải, họ sống vì nghề khác. Dạ vâng. Dạ vâng. Của những người gọi là đam mê cái bộ môn sân khấu nghệ thuật. Vâng. Đây là cái poster về cái ngày gọi là dỗ tổ ngành sân khấu đó vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Và buổi trưa. Và vâng, buổi trưa. Thưa cô Marie Chiray, Thanh Trúc đang thắc mắc là vì sao lại là bắt đầu đó, cái buổi này lại bắt đầu, đương nhiên là ở tại nhà hàng Harvest Moon rồi, nhưng mà lại bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa thay vì là những cái buổi mà buổi chiều tối như là những cái show tổ chức khác, khác. Hay những cái show khác. Thưa cô. Thưa cô thế này, chúng tôi trong quá khứ đó là cũng có tổ chức chỗ nhà thờ, chỗ này, chỗ kia, và cũng có thì thấy là ban đêm đó thì là các cụ mà các người mà lớn tuổi chút mà thích về bộ môn nghệ thuật này đó, hâm mộ nghệ thuật này lắm. Thành ra chúng tôi thấy bây giờ chỉ có ngày Chủ nhật, nếu họ muốn đi thì có thể họ chở bố mẹ họ đi, có nhiều người nghỉ Chủ nhật thì họ đi như vậy thì tiện đi chợ, đi búa rồi đi ghé đó, cũng là một cái ngày để mà gia đình đều sum họp lại với một cái truyền thống. Tại vì ở bên Việt Nam đó, thưa cô, hồi đó đó tôi cũng học trường Pháp nhưng mà tôi đâu biết cải lương, nhưng má tôi đi thì tôi đi theo, thì tự nhiên như vậy thì tôi lại thích. Đó là cái cách, đó là cái cách làm cho mình họ có thấy là một cái cơ hội để cho người trẻ họ đưa chú bố mẹ họ đi thì họ lại thấy thích, mà họ lại cũng có những cái bộ môn trẻ nữa. Chứ chúng tôi đó cũng có những nghệ sĩ trẻ như cô thấy đó, là những như là Ngô Minh Trí nè, rồi Đông Phương nè, rồi những cái cô mà ca sĩ ở đây nè, thì tất cả những cô ca sĩ ở đây là Lê Hồng, tất cả là anh em Mai Ly, tất cả anh em ở đây đó là đều cũng biết hát tòa, biết hát hai thứ hết. Dạ vâng. Dạ. Và Thanh Trúc cũng được biết là cái người mà sẽ dẫn cái chương trình hôm đó đó là
cô Thu Thảo. Và đặc biệt đó, thưa quý vị, một cái poster rất là đẹp, trong đó có hình của nữ ca sĩ Ngọc Huyền, là một tiếng hát mà hát vừa được vừa cải lương vừa tân nhạc đó, một tiếng hát đang rất là ăn khách, cũng như là nghệ sĩ Cát Tuyền, rồi như là Ngô Minh Trí từ California qua như cô biết đó, rồi có cả những tên tuổi khác nữa. Thì thưa cô Thu Thảo, hình như là cô cũng nắm luôn cái phần văn nghệ này, thì cô cho biết là cái phần văn nghệ này nó có cái gì đặc sắc năm nay? Dạ, năm nay thì sẽ làm cho tất cả quý khán giả mà mộ điệu sân khấu cải lương sẽ bất ngờ, vì cái vở cải lương oai hùng, phải nói là kinh điển của Việt Nam ta, là cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng chống lại quân Đông Hán. Mặc dù là thân nữ nhi, tay yếu chân mềm, nhưng mà đã dựng lên một cái cuộc khởi nghĩa thành công để giữ cho nước Việt mình trường tồn mãi mãi. Thì Ngọc Huyền sẽ thủ vai Trưng Trắc và Thu Thảo sẽ thủ vai Trưng Nhị. Cái đó là một tiết mục cải lương kinh điển của nước Việt ta. Và cái thứ hai nữa là một vở trích đoạn do nghệ sĩ Ngọc Huyền thủ vai là Huyền Trân Công Chúa, cũng là một vở cải lương về lịch sử Việt Nam ta. Dạ, thì đó là hai vở chủ lực trong chương trình. Kế đó, nghệ sĩ Ngọc Huyền sẽ giao lưu cùng nghệ sĩ tại địa phương của chúng ta, đó là soạn giả nghệ sĩ Nhất Lĩnh, với một đoạn cải lương mà đang được yêu thích từ xưa cho tới nay, từ những thập niên 50-60, đó là Chuyện Tình Lan và Điệp. Có nghĩa là một ngày giỗ tổ mà có những tiết mục đa dạng mà vừa có tình vừa có lý, phải không ạ? Thưa cô Marie Jure, là một người mà hoạt động làm việc ở trong cái lĩnh vực gọi là tị nạn rồi định cư đó, mà bây giờ bước sang một cái lĩnh vực này, mặc dù là mới 4 năm nay thôi, để mà trở thành một thành viên của câu lạc bộ đàn ca tài tử vùng thủ đô Hoa Thành Đốn, cô cảm thấy như thế nào? Công việc nó có làm cho cô cảm thấy có cái gì khó khăn lắm không? Khó khăn thì không khó khăn gì với chúng tôi, nhưng mà để mà tổ chức gom lại anh em lại để mà làm một cái việc, một cái ngày như vậy mỗi hàng năm đó, thì đâu có phải chúng tôi làm chỉ việc hát giỗ tổ không. Chúng tôi cũng có tổ chức trong quá khứ, có lẽ cô Thanh Tú không biết, nhưng mà đài SBTN đã có phỏng vấn chúng tôi với cô Nam Anh đó, là chúng tôi đã ngày ngày mà Formosa mà làm việc tắc trách để là hủy hoại môi trường của chúng ta ở bên Việt Nam, thì chúng tôi, anh em của chúng tôi đây, những người trẻ này cũng có làm một bữa để cho đồng bào vô coi những cái hình ảnh cá chết, những cái đó để mà kêu gọi người ta đóng góp để cho những cái người được bị nạn như vậy đó, để có thể có cơ hội mà đi kiện họ, các công ty đó. Thì chúng tôi bữa đó, đó thì mặc dù vô cỡ tự do, tất cả cũng có cô Cát Tuyền qua hát giúp, những cái anh em khác là họ nghệ sĩ nhưng mà họ ở xa tới, họ cũng thấy là làm việc đúng, thì họ đóng góp và họ cho tiền để mà chúng tôi được, thì chúng tôi cũng gây quỹ được cũng mấy ngàn đồng bạc, hai ngàn rưỡi gửi cho các cha ở bên Việt Nam qua nhà văn Chu Tất Tiến đó ở bên Cali. Thì chúng tôi cũng có ra thông cáo tất cả, ngoài cái việc hát này chúng tôi coi như làm việc từ thiện mà thấy là đúng, chúng tôi làm, và đâu đó khi nào chúng tôi làm thì luôn luôn có giấy tờ, có đăng báo, có thông cáo đủ hết đó, thành ra không có cái gì, thành ra anh em này bởi vì mới làm việc này thì câu lạc bộ là đúng là tài tử, đúng là tài không tử có rồi. Lương rồi. Và đó là những cái hoạt động của câu lạc bộ đàn ca tài tử mà đã tự vạch ra cho mình và các thành viên. Thưa cô Thu Thảo, cô nhắc đến cái tiết mục mà cô cho là kinh điển và nó hào hùng ở trong lịch sử Việt Nam là Hai Bà Trưng, rồi đến Huyền Trân Công Chúa. Thì theo như cô thấy đó, là cái thời gian chuẩn bị, thời gian tập luyện có lâu lắm không ạ? Nếu mà thực sự mà nói, mà nếu mà không chuyên nghiệp, không có nghề thì có thể là cần nhiều buổi tập dượt. Nhưng đối với chị nghệ sĩ Ngọc Huyền là một người có nghề hơn gần 40 năm tuổi nghề sân khấu, và Thu Thảo cũng 30 năm tuổi nghề, phải là từng ăn cơm tổ. Qua đây thì bỏ nghề thì amateur thôi, nhưng mà đã từng ăn cơm tổ thì nhanh. Chị Huyền chỉ đưa nhạc cho Thu Thảo nghe và tập, thì trước khi qua thì ngày thứ 6 dượt lại cần 2 buổi cho cái tiết mục trích đoạn đó. Phải nói rằng là Hai Bà Trưng là một cái tiết mục mà gần như là trong cái tâm cảm của tất cả những người Việt Nam thì coi không có chán. Là bởi vì cái đó nói lên được cái nghĩa khí và cái trách nhiệm của người phụ nữ Việt Nam thuở ban đầu mà dám đứng lên chống xâm lăng. Thanh Trúc xin cảm ơn cái thời giờ của cô Marie Chirai cũng như của nghệ sĩ Thu Thảo đã đến đây. Xin chào, chào đài SBTN và Hoa Thành Đốn, và cảm ơn cô Thanh Trúc.
Xin chào tất cả quý vị, xin hẹn gặp lại. Kính chúc quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn xin tạm ngừng nơi đây. Bích Phượng cảm ơn quý vị đón xem bản tin Hoa Thành Đốn vào lúc 8 giờ tối Hoa Thành Đốn từ thứ Hai đến thứ Sáu trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một buổi tối bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình.